Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình có rất là nhiều xe trộn bê tông đi làm việc nha. Hôm nay mình có rất là nhiều xe trộn bê tông đủ màu sắc luôn. Hôm nay xe trộn bê tông của chúng ta sẽ tới công trường xây dựng để lấy bê tông và xi măng đi xây trường học cho các bạn học sinh nha các bạn nha. Các bạn đếm giùm mình coi có bao nhiêu chiếc xe trộn bê tông nè. Đây là chiếc xe trộn bê tông màu xanh. Kế tiếp là chiếc xe trộn bê tông màu cam và màu hồng, màu vàng, rất là nhiều xe luôn và các xe đang chạy với tốc độ rất là nhanh trên đường đi để kịp tới công trường nè. Và cuối cùng chúng ta có xe trộn bê tông màu đỏ, nhưng phía sau chúng ta còn có 3 chiếc xe nữa kìa. Hôm nay rất là nhiều xe trộn bê tông luôn. Đó, các bạn thấy xe trộn bê tông chạy có nhanh không? Các bạn đếm giùm mình coi có bao nhiêu chiếc xe trộn bê tông nha. Và phía bên tay trái của chúng ta là biển kìa, còn bên tay phải của chúng ta là núi và cây. Wow, các bạn ơi, đây là một con đường cua. Oh my god, các xe của chúng ta đang chạy tới. Oh, các bạn ơi, các xe lao xuống dưới nước rồi. Wow, đây là một con đường nó bị đứt rồi các bạn ơi. Con đường đang sửa chữa thì phải. Các bạn nhìn lại nè. Đó, có một con đường nó bị đứt khúc các bạn ơi. Hình như con đường này bị hư rồi, nên các xe trộn bê tông của chúng ta bị lao xuống dưới nước hết rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn lại nè. Đó, lao xuống vô cái tảng đá, nó tan tành luôn các bạn ơi. Trời ơi, và bốc cháy lao xuống nước luôn rồi. Chết rồi, chúng ta cần phải có xe cứu hộ thôi các bạn ơi. Chúng ta cần phải có xe cứu hỏa thôi, vì bốc cháy rồi. Các bạn ơi, phải cứu hỏa thôi. Đây các bạn ơi, đây rồi, xe cứu hỏa đây rồi. Bây giờ chúng ta phải đi cứu hộ xe trộn bê tông đó thôi và chữa cháy thôi. Chúng ta có rất là nhiều xe cứu hỏa tham gia cuộc thi này luôn các bạn ơi. Đây là một cuộc thi rất là cam go luôn, đó là cuộc thi cứu hộ các xe trộn bê tông của chúng ta. Dẫn đầu là xe cứu hỏa màu đỏ, tiếp theo là màu xanh, màu hồng. Wow, các bạn ơi, cũng có rất là nhiều xe cứu hỏa tham gia cứu hộ luôn. Không biết là các xe cứu hỏa của chúng ta có kịp đến để chữa cháy những xe trộn bê tông hay không. Đây là xe cứu hỏa màu đỏ nha. Tiếp theo là xe cứu hỏa màu xanh. Các xe của chúng ta cũng đang chạy với tốc độ rất là nhanh và đang hú còi inh ỏi đó. Và đây là xe màu trắng các bạn ơi. Wow, các xe của chúng ta đang chạy với tốc độ rất là nhanh trên đường nè. Đấy. Wow, rất là nhiều xe luôn các bạn ơi. Không biết các xe của chúng ta có kịp không, các bạn chờ xem nha. Đây là Game Bean Zira, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Bus City nha. Wow ơi, cái xe này bị mất lái, bị rớt chiếc thang rồi, chết rồi. Wow, và các xe tung nhau rồi các bạn ơi. Wow, xe màu xanh bị mất lái, nhưng không sao, các xe vẫn tiếp tục chạy tiếp kìa. Wow, và đây là xe màu đỏ. Oh my god, wow, tự nhiên có một cái ụ dơ lên rồi. Xe này bị lao xuống dưới đường luôn, nát cái đầu rồi các bạn ơi. Trời ơi, xe màu xanh và màu hồng vẫn tiếp tục chạy. Wow, thì ra là có một cái gờm, có một cái ổ voi rất là to cao ở giữa đường các bạn ơi. Và xe này lao xuống nước rồi, có mấy cái hố nước ở đây nữa nè. Và các xe của chúng ta đang chạy với tốc độ rất là nhanh nè. Ôi các bạn ơi, các xe của chúng ta đi cứu hỏa nhưng lại gặp tai nạn rồi. Wow, xe màu trắng, màu xanh và màu cam rơi xuống hố nước hết rồi nè các bạn. Các bạn coi lại nè, đó, xe màu đỏ đầu tiên bay lên, tới xe màu xanh, màu hồng. Bay một cái thang bay ra ngoài luôn các bạn ơi. Đó, trời ơi, các xe bay lên cao luôn. Đây nè, trời ơi, lao xuống hồ nước hết luôn các bạn ơi. Vậy là các xe cứu hỏa của chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đi cứu hỏa nhưng mà gặp tai nạn rồi các bạn ơi. Các xe của chúng ta lao xuống hết dưới hồ nước này rồi, thất bại hoàn toàn rồi. Bây giờ chắc có lẽ chúng ta phải nhờ xe khác để đi cứu hộ xe trộn bê tông thôi. Ok, chúng ta sẽ nhờ các xe buýt này. Đây là các xe buýt tốc độ rất là nhanh và cũng đủ màu sắc luôn. Dẫn đầu là xe buýt màu xanh, tiếp theo là xe buýt màu hồng nhạt. Đấy, các xe của chúng ta đang chạy tới đấy. Và đây là xe buýt màu xanh này các bạn ơi. Hy vọng là các xe buýt của chúng ta sẽ tới kịp cứu hộ nha, vì các xe buýt này đang chạy trên đường cao tốc. Wow, và có cái gì đây? Oh my god, có vật cản là cái xe trộn bê tông khác các bạn ơi. Oh my god, cái xe buýt sẽ tung qua xe trộn bê tông mất rồi. Mình biết ngay mà. Wow, đây là đường cao tốc ở trên không nè. Các xe buýt của chúng ta, wow, đã tung qua các xe trộn bê tông hết rồi các bạn ơi. Vậy là xe buýt của chúng ta cũng không thể nào mà tới để cứu hộ các xe trộn bê tông kia được rồi. Tại sao lại có các xe trộn bê tông này nằm ở đây ta?
và cái xe cuộn tròn bê tông của chúng ta rơi xuống dưới nước luôn. Xe buýt cũng vậy nè, wow, đường cao tốc ở trên cao rất là cao luôn mà cái xe của chúng ta rơi xuống hết rồi. Nhưng không sao, bây giờ chúng ta vẫn còn hy vọng cuối cùng là chúng ta nhờ xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đây rồi, wow, ở đây là có một cái gờ, nhưng không sao, xe trộn bê tông chạy từ từ, chết rồi, bị kẹt rồi các bạn ơi. Bị kẹt rồi, xe cảnh sát tới cứu hộ nè, wow, hên quá các bạn ơi, có xe cảnh sát tới rồi. Hy vọng xe cảnh sát sẽ giúp được xe trộn bê tông này. Rồi, xe cảnh sát thấy rồi rồi. Ok, xe cảnh sát đã thấy và đã đi báo người tới giúp rồi các bạn ơi. Đây rồi, đã có xe cảnh sát khác nữa nè. Đây là xe cảnh sát xe buýt nha. Xe cảnh sát này rất là mạnh luôn. Sẽ tới giúp xe trộn bê tông này. Bây giờ sẽ ủi vô xe trộn bê tông. Ủi đó các bạn ơi, đã... Oh my god, là xe trộn bê tông và xe cảnh sát thì bị kẹt luôn rồi. Bây giờ sẽ có một chiếc xe bồn khác tới nè. Không biết là xe bồn này có làm anh gì được hay không, chúng ta chờ xem nha. Bây giờ xe bồn sẽ tới giải cứu. Wow, được rồi, giải cứu được xe cảnh sát thì xe bồn bị lật luôn các bạn ơi. Wow, tự nhiên có một cái ổ voi. Bây giờ lại tới có một chiếc xe cảnh sát vận chuyển nè. Xe cảnh sát này không biết là có cứu hộ được không, chúng ta chờ xem nha. Xe trộn bê tông mới chừng tung vô nó. Ui, né quá, rồi tung vô cái đít xe trộn bê tông nhưng không sao, vẫn vượt qua được. Để xem xe cảnh sát này có đi kiếm thêm xe khác để hỗ trợ hay không, chúng ta chờ xem nha. Đấy rồi, wow, chúng ta có một chiếc xe container chở một chiếc xe bồn khác các bạn ơi. Nhưng mà đây không phải là xe cứu hộ rồi, có lẽ là xe bồn này bị hư nên nhờ chiếc xe container này chở đi nè. Wow, hôm nay chúng ta có rất là nhiều sự cố xảy ra trên đường này luôn các bạn ơi. Đấy rồi, xe container đã đi ngang qua chiếc xe bồn hồi nãy nè, và bây giờ lại tới chỗ này. Wow, bị lật rồi các bạn ơi. Vậy là xe container bị lật chiếc xe bồn và cũng bị kẹt ngay cái chỗ này luôn. Ê, cố lên xe container, cố lên. Rồi, con xe, bị kẹt luôn rồi các bạn ơi, không thể qua được rồi. Có lẽ phải nhờ xe khác thôi. Đấy, chúng ta có một chiếc xe ben khác các bạn ơi. Hy vọng xe ben này sẽ giải cứu được các xe kia. Với tốc độ rất là nhanh như thế này, hy vọng xe ben sẽ tung vô các xe kia và cho các xe kia ra khỏi chỗ này đi. 1, 2, 3, tung nào. Tung hụt rồi. Xe ben tung hụt và bay lên và lật luôn các bạn ơi. Vậy là thất bại rồi nha. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai chiếc xe máy xúc này thôi. Nhờ một chiếc xe container này chở tới để hai chiếc xe máy xúc này sẽ xúc các xe lên đó. Không biết là có thành công hay không, chúng ta chờ xem nha. Rồi, xe máy xúc đã gần tới nơi rồi đây nè. Tung, wow, giải cứu thành công cái xe container rồi. Nhưng mà xe máy xúc bị lật các bạn ơi. Thất bại rồi, có một cái chỗ này thôi mà thất bại quá trời ha. Mình suy nghĩ ra rồi, đây là một cái xe tên lửa lựu đạn các bạn ơi. Sẽ bắn cái lựu đạn một cái cho cái hố, cái ổ gà đó, cái ổ voi đó nó bị tan biến luôn. Để cho cái xe lưu thông dễ nào, bây giờ chúng ta chuẩn bị bắn nó nha. Mình tới gần mình bắn nó một phát nha các bạn nha. Bánh đó, wow, tên lửa yếu quá, tên lửa bị lép các bạn ơi. Tên lửa thì bị lép rồi, không có bắn được rồi. Nhưng không sao, bây giờ mình sẽ lao tới mình tung nó luôn. 1, 2, 3, tung vô. Wow, yếu quá, bị lật luôn các bạn ơi. Wow, có một con đường nhỏ thế này nhưng mà rất là nhiều sự cố luôn. Chúng ta phải nhờ xe thiết giáp thôi. Hết cách rồi, đây. Chúng ta có một chiếc xe thiết giáp rất là to. Bây giờ xe thiết giáp sẽ lao tới. Với sức mạnh của xe thiết giáp, hy vọng sẽ giải cứu được. Tung nào, tung. Wow, cũng không thành công các bạn ơi. Xe thiết giáp của chúng ta cũng bị lật luôn rồi. Rất là khó khăn luôn các bạn ơi. Vậy là hôm nay chúng ta thất bại hoàn toàn, không giải cứu được xe trộn bê tông rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha các bạn ơi. Hôm nay chúng ta có các xe trộn bê tông đi làm việc nè. Nhưng cái xe trộn bê tông của chúng ta gặp một con đường bị cụt đó các bạn ơi, và lao xuống nước luôn. Rồi sau đó chúng ta có một loạt các xe cứu hỏa đi hỗ trợ xe trộn bê tông mà cuối cùng lại bay lên trời rơi xuống hố nước luôn. Và sau đó chúng ta phải nhờ tới xe buýt các bạn ơi. Xe buýt chạy trên đường cao tốc nhưng mà cuối cùng xe buýt cũng bị rơi xuống vực vì lý do là có một số cái xe trộn bê tông đã chạy không đúng đường quy định và đã xe buýt đã tung vô xe trộn bê tông đó và lao xuống dưới vực luôn. Và cuối cùng chúng ta có rất nhiều xe cảnh sát này, xe buýt cảnh sát này, xe máy xúc nè, xe container, xe bồn nè, tất cả các xe đã tới để tham gia để cứu xe trộn bê tông nhưng mà không có xe nào mà giải thoát được thành công hết các bạn ơi, vì các xe của chúng ta đã gặp rất là nhiều sự cố luôn.
Nhưng đây chỉ là game BG Ride thôi nha các bạn nha. Nếu các bạn thích video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Bus City nha, Mộc Duy và Trúc City của mình nữa nha. Các bạn nhớ ra đường phải cẩn thận nha. Nhưng mà các bạn trước khi ăn cơm, trước khi xem video của mình thì phải nhớ ăn cơm nè, ăn thật giỏi nha. Rồi ngủ giờ say, rồi học bài xong xuôi đâu đó thì mới được xem video của mình nha. Rồi các bạn nhớ vâng lời ba mẹ nè, ông bà, rồi vâng lời thầy cô nữa nha các bạn nha. Các bạn nhớ đọc kinh cầu nguyện nếu các bạn là người công giáo, và nhớ siêng năng lành hạnh minh côi với đức mẹ nha. Đây lành hạnh minh côi nè các bạn, đấy đây là chủ minh côi nè, và phải đeo ảnh chúa nữa nha các bạn nha, để chúa bảo vệ cho mình nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.